Mở hệ thống quốc gia xem. Đi đi, quốc phương lại trống. Đây là thời cơ tốt. Đầu tiên hoàn thành nhiệm vụ dân tình thủ đô, nhận nhiều công huân và vật phẩm. Sau đó về đất phong bắt đầu sửa lương xây thành, củng cố gia viên. Dị ban xâm nhập đến đúng lúc lắm, vừa hay để ta khoe công huân. Phải Triệu Vân, 7 tiếng 7 suất, tới một tên diệt một tên. Công huân đủ rồi, hoàn mỹ.